Góc kinh doanh. Ghe máy gắp thú tràn về làng quê, dân nhịn ăn để tiến mua sẻng. Về các thị xã, thị trấn nhỏ và các vùng thôn quê, game gắp vật phẩm với máy gắp thú tuy chỉ là một trò chơi vui nhưng vừa ngốn tiền, vừa ngốn thời gian, lại mang tính chất giải trí nghiện nặng. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vui chơi Apollo, Hà Đông, có ít nhất 8 máy gắp thú chiều tối, cả khu này đông nghẹt. Một phụ nữ vừa cho con bú, vừa ngồi chơi gắp gấu liên tục 3 đến 4 giờ mặc cho đứa trẻ chơi chán rồi ngủ lăn lóc trên tay. Xa hơn, bàn bắn cá 8 người thì có tới 7 phụ nữ, một thanh niên. Bà Nguyễn Thị Thảo, 64 tuổi, già nhất trong số đó đang ngồi gắp vật phẩm từng chiếc hộp bí mật có bao nhiêu tiền ăn sáng, tôi để dành cả để mua sẻng. Ở đây giá 4.000 đồng sẻng nhưng mua càng nhiều thì giá càng giảm, bà nói. Một phụ nữ bế con nhỏ chơi game liên tục vài tiếng đồng hồ. Lùi về các vùng khuất nẻo hơn, các máy gắp thú, hay còn gọi là máy gắp vật phẩm còn được bày công khai ngay ở vỉa hè. Như tại thị xã Sơn Tây, xung quanh khu vui chơi gần thành cổ Sơn Tây có tới 6 đến 7 máy gắp thú, khu Thành Sơn cũng có chừng 10 bàn. Giá sẻng ở đây rẻ hơn, 1.000 đồng sẻng nhưng độ máu me thì không thua kém gì. Chơi trường kỳ ở đây lại là người lớn. Kỷ lục được ghi nhận ở đây là có người thắng cả 20kg gấu và các vật phẩm lớn nhỏ giá trị ngẫu nhiên từ thấp và cao như các loại đồng hồ đắt tiền, hay tai nhạc nhạc Apple AirPods hoặc các đồng hồ Apple Watch hay Samsung Watch trong một buổi chơi, chừng 3.000 sẻng. Sau đó, đem ra ngoài bán lại cho chủ cửa hàng điện thoại di động hay cửa hàng thu mua hàng Like New ở xung quanh địa bàn cũng được 3 đến 4 triệu đồng vì là hàng mới nguyên hộp chưa sử dụng. Tại xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, lần trong các ngõ nhỏ là những máy gắp thú chơi thâu đêm suốt sáng. Và ở đây ghi nhận những con nghiện nặng có thể chơi từ sáng tới chiều. Có người gắp được 4 đến 5 chiếc đồng hồ Apple Watch full box còn tem và series kèm theo hóa đơn chứng từ hàng chính hãng do FPT phân phối. Thu lợi nhuận khủng, kinh doanh sẻng máy gắp thú có nỗi khổ gì. Đầu tư hơn 30 triệu đồng và chỉ hơn một tháng là hoàn được vốn. Nhưng bà Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội phải chịu không ít điều tiếng và áp lực. Sau khi về hưu ăn lương giáo viên cấp 1, thấy bà Thịnh nhàn rỗi nên Duy, cháu bà, bày cho cách kiếm tiền bằng kinh doanh sẻng máy gắp thú. Ở nhà chơi không cũng chán nên bà Thịnh đồng ý nhờ Duy rút vốn mua máy gắp thú 30 triệu đồng. Không ngờ việc kinh doanh lại tốt hơn mong đợi. Chỉ hơn một tháng bà Thịnh đã thu hồi được vốn, nhưng cũng đau đầu vì những lời đàm tiếu của làng xóm. Quả thật, không nghề nào áp lực bằng kinh doanh sẻng máy gắp thú, bà Thịnh nói. Bà cho biết, mỗi đồng xu, người chơi hay gọi là sẻng, chơi gắp gấu được bán với giá 1.000 đồng. Khách phải có ít nhất 10 sẻng mới đủ chơi, nhiều người mua liền lúc mấy nghìn đồng. Trò chơi gắp thú khá thú vị, đòi hỏi người chơi phải tập trung, đóng vai là thợ săn chinh phục những con sinh vật biển nên họ rất thích thú và ham. Theo bà Thịnh, khách đến chơi gắp thú, gắp gấu bông chủ yếu là học sinh cấp 1, 2, ngoài ra còn thanh niên trong làng hoặc những người rảnh rỗi. Mỗi ngày có đến hàng trăm khách đến chơi, bà Thịnh bán được từ 4 đến 5 khay sẻng, mỗi khay 30 đồng. Bà cho biết, có khách ham chơi mua liền lúc 8 khay với 2.400 đồng, tương đương giá tiền 2,4 triệu đồng. Máy nhà bà Thịnh thuộc loại to, chơi được 8 người, nhưng nhiều khi khách quá đông phải đứng chờ hàng tiếng đồng hồ hoặc hẹn ngày khác đến. Người chơi gắp thú chủ yếu là học sinh. Do kinh doanh hàng hot mới nóng lên thành trào lưu trong thời gian gần đây, nên bà Thịnh nhất định không cho nợ. Nhiều khách chơi ham mua liền lúc gần 10 triệu đồng tiền sẻng. Cũng ngờ ngợ bọn trẻ lấy đâu ra tiền mà mua nhiều thế. Nhưng mình kinh doanh thì cứ tiền tươi thóc thật mà bán, chứ chẳng ai trách được gì, bà phân trần. Bán sẻng gắp thú, gắp gấu, hoặc có thể đặt các vật phẩm như bánh kẹo, tai nghe nhạc hay các sản phẩm máy nghe nhạc điện tử vào trong cho trẻ em cộng hòa lời lớn nhưng cũng phải gánh không ít những tai tiếng, thậm chí là áp lực. Có trường hợp phụ huynh học sinh đến nói nặng lời, đòi dẹp bỏ máy gắp thú vì con bán cả xe máy lấy tiền mua sẻng chơi. Nói về tình mình có áy náy, nhưng xét về lý nó là cần câu cơm, làm ăn kinh doanh đường hoàng. Không vi phạm pháp luật thì sao phải bỏ, bà chân tình. Thấy trong làng có một máy gắp thú mà người chơi chen nhau không đủ, tiện có chút vốn trong tay anh Dũng, Viên Sơn, Sơn Tây, quyết định đầu tư vào game gắp thú. Anh cho biết, kinh doanh game này nhẹ nhàng và không lãng phí thời gian rảnh. Đơn giản anh chỉ ngồi bán sẻng và bật máy cho khách chơi chứ không phải canh giờ như tiệm internet. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh Dũng cũng dở khóc, dở cười khi phụ huynh dắt con đến nhà đòi nợ. Chơi máy gắp thú chỉ đơn giản là trò giải trí, thư giãn, khách đến chơi thì mình phục vụ và chỉ dẫn tận tình. Người chơi bỏ học, trộm cắp hay bán xe lấy tiền mua sẻng chơi sao mình biết hay quản lý được. Thôi, việc mình làm, anh Dũng buông xuôi. Theo anh Dũng,
Máy gấp vật phẩm bằng xe mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Anh tính toán, trung bình một ngày bán được 5-6 khay, mỗi tháng thu về được 50-60 triệu tiền xèng, trong khi chi phí trả tiền điện, nước phục vụ khách chỉ chưa đến 300.000 đồng. Nhiều người dân bức xúc vì cho rằng máy gấp thú gián tiếp dẫn đến các cơn nghiện đi gấp vật phẩm thay vì gấu bông. Kinh doanh được hơn 2 tháng, anh Dũng thấy có lời nên mua thêm một máy gấp thú giá 32 triệu đồng. Máy nhập khẩu Đài Loan được nhét xèng hoặc nhét tiền mặt trực tiếp để nhận được lượt gấp, số tiền thu được tăng gần gấp đôi. Anh cho biết, tùy vào phần mềm và số người chơi mà máy có giá khác nhau, loại 30 triệu đồng một người chơi, máy dành cho hai người chơi dao động 50-70 triệu đồng. Hơn nữa, rủi ro hỏng hóc cũng ít, do chủ yếu lỗi phần mềm được bảo hành nửa năm và thay chỉ mất khoảng 3-5 triệu đồng. Tuy nhiên, với anh Dũng, kinh doanh nghề này chịu áp lực không hề nhỏ. Khách chơi gấp gấu hoặc các vật phẩm son, phấn hay túi sách hoặc tai nghe nhạc AirPods chủ yếu là học sinh, một số thanh niên trong làng hoặc những người rảnh rỗi. Cũng để giải trí nhưng không hiểu vì sao mà nhiều đứa mê game này lắm. Nó chơi thâu đêm suốt sáng. Cảm thông với phụ huynh có con dại, nhưng là cần câu cơm của cả gia đình nên tôi vẫn duy trì cho quán đông khách, anh này cho biết. Len lỏi trong tất cả các trung tâm thương mại cho đến những khu vui chơi giải trí từ thành phố đến các làng quê. Máy gấp thú đang là trò chơi được nhiều người thích thú. Anh Kiểu Hữu Thu, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh máy gấp thú tại khu vực vườn hoa cho biết, máy gấp thú cũng như đu quay, chơi cầu trượt, trẻ em chơi rồi người lớn cũng chơi. Kinh doanh chính đáng, không làm gì trái pháp luật thì không đáng bị lên án. Tuy nhiên, chị Khuất Thị Phương Thu, thường xuyên dẫn con đến vườn hoa chơi cho biết, trò này dễ gây nghiện. Nhiều trẻ cá độ ham chơi dẫn đến bị nghiện trong thời gian dài vì các vật phẩm thay đổi tùy ý được đánh vào tâm lý của người chơi dựa vào sự may mắn mà quên ăn bỏ ngủ vì máy gấp vật phẩm đang tràn lắm mà quên ăn bỏ ngủ vì máy gấp vật phẩm đang tràn lắm. Em đang vọng qua núi, đang tình đang ngơi hà tình. Giờ mình trong mây suối, xuyên tình ai viết lên lời ca. Hà thu nhớ, ca sao không? Cố nhân xưa vẫn chờ, chỉ còn là tiếc thương hoài vẫn vương vàng. Tháng đó, môi tình xuyên đi.